Thưa quý vị, sau vụ việc xe khách Thành Bưởi gây tai nạn giao thông nghiêm trọng trên quốc lộ 20 Đồng Nam làm 5 người thương vong, mới đây công an thành phố Hồ Chí Minh, Sở Thanh tra Giao thông Vận tải phối hợp với công an quận 5, công an quận Bình Thạnh, công an thành phố Thủ Đức đồng loạt tiến hành kiểm tra trụ sở chính và các chi nhánh của công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi, nhà xe Thành Bưởi Động thái này xuất phát từ việc thời gian gần đây có các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan đến xe khách Thành Bưởi, trong đó có vụ xảy ra ngày 30 tháng 9, xe khách biển kiểm soát 50F00483 của công ty trách nhiệm hữu hạn Thành Bưởi do tài xế Hoàng Văn Tính điều khiển đã gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 20, đoạn thuộc địa bàn huyện Định Quán Đồng Nai. Xe khách này lưu thông với tốc độ cao va chạm với xe khách 16 chỗ khiến 5 người tử vong và 4 người bị thương. Cục Đường bộ Việt Nam cũng xác định xe khách gây tai nạn nghiêm trọng trên trong 3 tháng từ tháng 5 đến tháng 7 năm 2023 đã vi phạm tốc độ 496 lần. Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh đã 3 lần tước phù hiệu của xe khách này sau đó cấp lại. Việc kiểm tra này nhằm làm rõ các dấu hiệu sai phạm liên quan đến các hành vi như trốn thuế, in phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, cấp phép sai quy định. Công an đã phong tỏa yêu cầu các phương tiện bên trong trụ sở và các chi nhánh dừng hoạt động. Các xe trung chuyển đang chở khách đến nhà xe cũng được yêu cầu dừng lại tấp vào lề nhà và thả khách. Đến cuối giờ chiều, nhiều tài liệu chứng từ liên quan được đưa ra khỏi trụ sở và các chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn thành bưởi.